Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hiện tại con tôm Tây Nguyên đang bước vào cái giai đoạn mùa mưa. Thì mùa mưa ở Tây Nguyên thì nó kéo dài khá là lâu và nó cũng khá là khắc nghiệt. Thì cái điểm tốt của cái mùa mưa này mang lại cho lan rừng đó chính là cây lan nó sẽ xanh tươi tốt và nó phát triển rất là nhanh. Tuy nhiên một cái điểm bất cập đó là cái cho cái quá trình tầm lan hái lan của bà con đồng bào thì nó cái thời tiết khắc nghiệt nó sẽ kéo theo là tầm lan rất là khó khăn. Bởi vậy cái mùa này thì cây lan nó ngày càng hiếm rồi, đặc biệt là cái dòng giả hạt của con tôm. Thì hôm nay thì cái bình thường em hay quay ở cái sân này nhưng mà hôm nay thì trời mưa quá ướt nên là em chuyển qua cái góc khác quay nhé mọi người. Đó. Thì đây cả đoàn rất là nhiều người đi về, chỉ được một ít dê này thôi. Thì em sẽ quay lần lượt từng dê cũng như là sẽ báo giá cho mọi người luôn nha. Thì trời mưa nó hơi ồn tí nữa là mọi người chịu khó chúng ta nghe kỹ tí hơi thông cảm nha. Hôm nay thì giả hạt thì 100% đây đều tất cả đều là hàng bóc rừng nha mọi người, bóc rừng của con tôm do chính tay bà con đồng bào người ta đi bóc từng dê về luôn. Thì có giá là em chia ra thành mấy loại. Là gồm có loại 250 nè, tới 350, 400, 500, 600 đó, và cuối cùng là có một cái dê rất là đặc biệt đó, dê xanh sạch giá 1,5 triệu đó. Thì em sẽ quay lần lượt từng dê cũng như là báo giá cho mọi người luôn nha. Đó thì mỗi một dê mọi người lưu ý, mỗi một dê đây thì sẽ cho ra một cái mặt hoa khác nhau nha, đó là điều đặc biệt. Giả hạt con tôm thì rất là nổi tiếng và độ sai hoa cánh bay, đặc biệt là cho ra rất là nhiều mặt hoa đẹp, cùng với đó là cái hương thơm cực kỳ thơm luôn. Và em sẽ để cạnh cái thước 50cm để cho mọi người dễ hình dung cái kích thước của cái dê lan nhé. Đây là cái thước 50cm này. Rồi em đi từ đầu tới cuối nha. Thì hàng hôm nay chủ yếu là giả hạt vùng Gia Ly, Chimorai và Đắc Cô nhé mọi người. Nói chung là chủ yếu là hàng Gia Ly, còn hai cái kia thì hai cái ít. Rồi đầu tiên là cái dê số 1 nè, dài cỡ 10, 11, 12cm, giá 250 nha. Dê số 1 250. Tiếp theo là dê số 2 cũng Gia Ly luôn. Dài cỡ 17-18cm, giá 250. Dê thứ 3 đó, giá cũng 250 luôn, cũng là một dê Gia Ly nhé mọi người, dài cỡ 15cm. Rồi đó là loại 250. Bây giờ em sẽ đến cái loại giá 350 nha mọi người. Loại này thì nó lớn hơn, đẹp hơn loại kia thì giá nó sẽ cao hơn. Đầu tiên là dê số 4. Dê số 4 này có cả một cái mầm kín dính theo nè. Để nguyên luôn nha mọi người. Đó, một dê Gia Ly, giá 350. Độ dài của cái thân tơ dài nhất nó tầm cỡ 17-18cm. Tiếp theo là dê số 5 là một dê Gia Ly nha mọi người. Độ dài nó đây cỡ 17-18cm. Tiếp theo nữa là dê số 6, đây là một dê Chimorai á, rất là xanh tươi. Dê 6 này là có giá 350, dài cỡ 20cm. Rồi sang dê số 7 là một dê Gia Ly, vẫn còn cái mảng nè, mảng rong rêu rừng nó bám vào nè. Giờ này thì có giá là có chiều dài là cỡ 22cm và giá là 350 giờ Gia Ly nha. Tiếp theo là em sang giờ số 8 nha mọi người. Đây. Cũng giá còn 350 là giờ Gia Ly, dài tầm cỡ 21-22cm. Đây giờ Gia Ly đây, rất là xanh tươi nha. Rồi sang dê số 9 cũng là một dê Gia Ly luôn. Dê này thân mập mạp và lá rất là cứng cáp. Dê này tuy ngắn thôi nhưng mà về tổng quan thì nó vẫn rất đẹp nha, cỡ 13-14cm thôi. Thân lá này nhìn rất là đẹp. Rồi dê 9 giá 350 nha.
Cuối cùng cái dề 350 cuối cùng là dề số 10 nhé mọi người. Đây là một dề da ly luôn. Đó, cũng rất là xanh tươi. Độ dài nó đây. Đó, dài cỡ 20 cm. Rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là em sang cái loại giá 400.000 nhé mọi người. 400.000 thì nó sẽ to hơn dề 300.000 tí. Rồi đầu tiên là cái dề số 11 giá 400.000. Đây là một dề da ly nhé mọi người. Nói chung hàng này rất là đẹp, không có lỗi lầm gì. Dề này cỡ 25-26 cm, giá 400.000. Tiếp theo là dề số 12 là một dề chum bông ray nhé mọi người. Đó, dề này thì nó có tới 2 mầm gốc lận, giá 400.000. Mầm gốc dài thì dài nhất thì tầm cỡ 27-28 cm. Đó, 2 mầm gốc lận. Rồi, 12 chum bông ray giá 400. Tiếp theo là dề số 13 là một dề da ly nhé mọi người. Thân đỏ âu nè. Rất là cứng cáp. Đó. Cái mâm gốc thì nó rơi dài tầm cỡ 20 cm, 20-22 cm gì nữa. Nó mọc cong cong cong, nhìn khá là nghệ thuật. Rồi, dề số 13 da ly giá 400. Tiếp theo là em sang dề số 14. Đây cũng là một dề da ly luôn. Đây, rất là cứng cáp, khỏe mạnh, rất là đẹp nha. Dề này thì dài tầm cỡ 23-24 cm. Lá xếp rất đẹp. Rồi, tiếp theo nữa là em sang dề số 15. Cũng là một dề da ly luôn. Lá này xanh mướt nha. Độ dài tầm cỡ 23-24 cm, giá 400.000. Rồi sang dề số 16 là cũng là một dề da ly luôn. Dề này thì dài tầm cỡ 25 cm. Lá cái thân mọc cong cong giống như rồng bay phượng múa. Rất là xanh tươi nhưng mà tươi rối luôn. Rồi, dề 16 giá 400 da ly nha. Tiếp theo là em sang dề số 17. Đó, đây là một dề lá rất là dày, cứng cáp. Rất nhiều thân già luôn. Mặt sau của lá đây. Đó. Lá cứng nổi gân luôn nha mọi người. Nè, cứng cáp lắm. Dề số 17 này độ dài tầm cỡ 25 cm. Đó, giá 400.000 da ly. Dề số 18, đây là một dề đắc côi nhé mọi người. Dề đắc côi này thì rất nhiều thân già nè, 1, 2, 3, 4. Đó, về mọi người có thể kích kỳ ở những cái thân già này nhé. Đó, và cái dề này thì đặc biệt cái là nó thắt ngọn rồi. Đó, cái ngọn đây nè, ngọn nó đã tới mùa nó thắt ngọn rồi. Đó, thì nó sẽ ngừng đi ngọn và nó bắt đầu nó tích trữ dinh dưỡng để chuẩn bị cho cái mùa hoa sắp tới. Thường những cái dề thắt ngọn thì nó sẽ sổ hoa rất sớm nha mọi người. Có khả năng là có khi Tết là có hoa rồi. Đó, mầm gốc thì dài tầm cỡ 36-37 cm luôn, rất là lớn. Đó, giá 400.000 thôi. Rồi tiếp theo là em sang cái dề loại 500.000 nhé mọi người. Đó, đầu tiên là dề số 19. Đây, một dề da ly nè, rất là đẹp. Mầm gốc thì dài tầm cỡ 34-35 cm. Đó, thành tươi rói nha. Rồi, dề 19 này giá 500.000, da ly. Tiếp theo là em sang dề số 20. Dề 20 thì một dề da ly luôn. Mầm gốc thì dài cỡ 36-37 cm. Lá xếp này rất đẹp, xanh nè, xanh tươi rói rói luôn. Xanh mơn mởn nha mọi người. 20 này giá 500.000 nha. À, dề này rất đẹp, xanh đẹp. Rồi sang dề số 21, cũng là một dề da ly luôn. Dề này thì dài 41-42 cm luôn. Đó. Đây, thân lá rất là đẹp. Ồ, đây nó có những mảng tím nè. Đó, rất là tươi xanh nha mọi người.
về 21 gia ly giá 500.000. Rồi sang về số 22, cũng là một về gia ly luôn. Về đây thì mầm cốc dài cỡ 31-32cm nha. Và rất là đẹp nè. Thân có những đường sọc trắng. Đó, rất nhiều thân già luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là khả năng cái cây này nó đã bước qua năm thứ 8, thứ 9 rồi nha mọi người. Đó, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi mà trong rừng cũng 8, 9 năm rồi đó. 22 giá 500. 23 cũng là một về gia ly luôn, giá 500. Về này lá khá là đẹp. Thân nhỏ nhỏ thôi nhưng mà lá rất là đẹp nè. Lá xếp đẹp lắm. Và cũng cứng cáp nha mọi người, rất là khỏe mạnh cứng cáp. Có cả những cái mảng vỏ cây nè, bóc được trên rừng về. Giờ này thì dài đầm tầm cỡ 35-36cm nha. Lá nè, xanh mướt đẹp. Rồi, về này về 23 và giá 500.000. Tiếp theo là em sang về số 24 nha mọi người. 24 đây, độ dài của mầm gốc cỡ 35-36cm. Và lá nè, xanh đẹp, tươi rói à. Đó. Nói chung bán là bán hàng đẹp thôi, không bán hàng xấu nha mọi người. 24 giá 500.000. Rồi, rất là đẹp, gia ly. 25. 25 đây là một dề đắc côi nha mọi người. Dề côi này rất là lớn. 1 2 tới dài tới tầm 44-45cm luôn. Đó. Thì cái này thì cái lá nhìn nó không được đẹp tí. Nhưng mà không sao, cái dề này rất là khỏe nha, nó chả ảnh hưởng gì đâu. Đó, rất nhiều thân già nè, 1 2 3 4 5 6 7 cái thân già. À, và một cái mầm gốc rất cứng cáp khỏe mạnh. Về cái dê này trồng rất khỏe, giá chỉ 500.000 thôi nhé mọi người. À, giá này giá thanh lý rồi đó. À, đắc côi rất là đẹp. Về 25 thanh lý giá 500. Tiếp theo là em sang tới cái loại 600.000 nhé mọi người. Đầu tiên là cái combo gồm 4 dê nhé mọi người. Nè. Tương đương với mỗi dê là giá 150 thôi, là em bán nguyên combo đây luôn chứ không bán lẻ nha. Nè. Đó. Một dê giả hạt chung mâm ray nè. Dê này xanh dữ nè. À. Chung mâm ray nè. Dê thứ hai, kiến thứ hai nè. Đó. Rất tươi xanh nha. Dê thứ ba nè. Đẹp không? Đó, thân có những mảng tím trên thân luôn nè. Này, thứ tư nè, kiến thứ tư nè. Đó, lá tím rịn luôn. Rồi bốn cái dề này thì giá tổng là 600.000 nha mọi người. Này hình số 26, combo số 26 giá 600.000. Này có một combo thôi. Tiếp theo là dề số 27 có giá là 600.000 nha mọi người. Đây, dề này thì dài cỡ 42cm thôi. Nhưng mà lá nè, lá xếp rất là đẹp. Đó, gia ly nha, đẹp luôn, nhìn đã không? Đó. Quá đẹp luôn, bộ gốc của nó đây, nguyên mảng bóc rừng. Rồi 27 gia ly giá 600.000 và 28 cũng là một dề gia ly, lá xếp luôn nhé mọi người. Giờ này thì dài tới hơn 50cm lần và lá đây. Thân rất là cứng cáp khỏe mạnh nè, lá xếp nè, mặt trước mặt sau nè, sau cong nè. Đây cái màn bóc rừng nữa đây, vẫn còn những cái lớp vỏ cây trong rừng này. Rồi về 28 gia ly này giá 600.000. À, cuối cùng thì em xin giới thiệu mọi người cái dê VIP nhất ngày hôm nay. Dê gọi nhỏ nhất nhưng mà VIP nhất ngày hôm nay nhé mọi người. Bởi vì sao, nó là một dề xanh sạch. Đây, hàng mới bóc rừng về luôn. À, tới dài cỡ 17-18cm nha. Đây mọi người xem nè. Dề xanh từ đầu tới cuối nè. Mặt sau nè. Đó, xanh đã không? Quay kỹ cho mọi người xem rõ nha. Đó. Đây là một dề gia ly nhé mọi người.
hàng xanh sạch Yali rất là hiếm, và đặc biệt cái dơi này chưa sổ hoa luôn nha. Đó, nó chưa sổ hoa trong rừng luôn á. Còn nguyên vẹn bóc trong rừng về. Rồi, giờ này có giá là 1,5 triệu, giờ xanh sạch VIP số 29 giá 1,5 triệu nha mọi người. Này các bác nào muốn chơi chúng ta săn hàng đột biến thì mua cái dơi này nha. Đó, giá 1,5 triệu. Rồi, em đã quay xong tất cả các dê thì giá từ 250 cho tới dê cao nhất là 600 ngàn thôi nha mọi người. Riêng còn chỉ có dê đặc biệt kia là 1,5 triệu. Các bác anh chị chúng ta mua thì liên hệ nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Và mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển là bên đơn vị vận chuyển họ thu nha mọi người. Mọi người lưu ý tí nữa là khách mua lần đầu á, mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó là với khách mua lần đầu, còn khách quen thì mua thoải mái. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo ạ.